Sáng nay, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và TH School tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học này, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng có hơn 2.000 học sinh, phấn đấu trở thành một trong những trường trung học phổ thông không chuyên hàng đầu trong cả nước. Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng xác định tiêu xây dựng theo mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Hòa chung không khí khai giảng năm học mới, TH School cũng đã có lễ khai giảng tiếp theo tại cơ sở Vinh, Nghệ An. Đây là năm thứ hai TH School cơ sở Vinh phối hợp liên kết cơ sở vật chất với trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Đây là mô hình giáo dục kết hợp nhuần nhuyễn giữa chương trình đào tạo chuẩn quốc tế với tinh hoa Việt Nam học. Năm học 2023-2024, trường tiếp tục tuyển sinh và triển khai đào tạo các lớp 9, 10, 11. Sau năm học đầu tiên, nhiều sinh của TH School Vinh đã đạt giải cao trong các cuộc thi hùng biện, tranh biện, đặc biệt là huy chương vàng trong cuộc thi World Scholar Cup quốc tế tại Bangkok.